À, xin chào cả nhà, hôm nay hàng Nhật VIP sẽ lên một lô nồi cơm 12 con. Hôm nay tất cả là nồi cao tần đi nhé, nồi cao tần. À, chỉ có hai con 0.54 lít thôi, còn tất cả nồi 1 lít hết. À, em có báo giá chi tiết từng nồi một trên video nhé, nên chị để ý giúp em nhé, em quay rất kỹ rồi. Những chỗ nào nó bị lỗi gì em sẽ nói hết cho chị biết nhé. Nên chị một số những cái vết quá nhỏ thì em sẽ không có nói mất rất mất thời gian. Rồi, bây giờ em sẽ lên từng con một nhé. Đây là những số điện thoại liên hệ bên em nhé. Hai số đầu tiên anh chị kết bạn Zalo để xử lý nhé. Còn đâu số thứ ba, số tư không có Zalo. Số thứ tư là số máy bàn em bán hàng tại quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh gần sân bay. Còn đây là những cách thức mua hàng bên em. Anh chị lưu ý là điện áp dùng 100V nhé. Yêu cầu sử dụng là 1,5 kW hoặc 1.500W hoặc là 2 kVA hoặc là 2.000 VA gì nhé. Anh chị lên sử dụng đúng những cái thông số điện như trên, nếu mà sai này hư hỏng chịu tự chịu nhiệm nhé, thiếu điện là nó sẽ hư hỏng sản phẩm. Cách thức mua hàng thì chị thứ nhất anh chị tới tận nơi mua thì là rất là tốt, anh chị lựa chọn trực tiếp. Thứ hai anh chị chuyển tiền 100% sẽ được miễn phí ship toàn quốc. Thứ ba anh chị đặt cọc tối thiểu từ 300-500 ngàn, số tiền còn lại sẽ được thu khi giao hàng nhé. Bên em sẽ free ship toàn quốc và khuyến bộ mại bộ da 5 món hoặc ổ cắm dẹp 4 đến 6 chân. Cái này là em tùy chọn gì nhá. Tùy chọn những cái ổ cắm thì em mới tùy chọn chứ không có biết được cái ổ nào 4 đến 6 đâu. Được nhặt được cái nào thì em đây là cái đồ khuyến mại đâu. Em mới tặng anh chị và cũng không có thử điện gì nhá. Giá trên video này bảo hành 30 ngày. Em sẽ hỗ trợ trọn đời sau bảo hành tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Thành phố Hồ Chí Minh quận Tân Phú, Hà Nội thì ở quận Hoàng Mai. Nếu mà chị muốn bảo hành theo yêu cầu thì cộng thêm 100 ngàn một tháng nhé, không giới hạn thời gian bảo hành. Ví dụ muốn bảo hành 6 tháng thì thêm 600, bảo hành 1 năm thì thêm 1 triệu 2. Anh chị được kiểm tra hàng trước khi ký nhận với cả bên vận chuyển, nếu có bể vỡ hư hỏng thì chị không nhận giúp em nhé. Hàng này em có ship code này, thu tiền khi giao hàng này, đặt cọc giúp em. Chiếc nồi đầu tiên em giới thiệu anh chị là một chiếc nồi của hãng Tiger. Hôm nay em lên phần 61 đi nhé. Anh chị lưu ý giúp em, anh chị xem ấy, thì anh chị xem phần phần bao nhiêu. Đây, xem ví dụ phần 61 này, mã số 01 này, anh chị đọc giúp em phần và mã nha, để em còn biết nhé. Để em lên nhiều video mà anh chị hỏi con này con nồi này con nồi kia rất là không thể nào nhớ được. Nên phải đọc phần 61 này, mã 01 này, đời bao nhiêu này, vẫn là phần và mã là được. Con nồi đầu tiên là con nồi Tiger này, Tiger màu rất đẹp này, mặt có hoa văn nhé. Đây em chiếu xa thì nhìn thấy hoa văn rất đẹp này. Mà con này màu kiểu đỏ tím gì đó, thân màu đen nhé, tất cả bằng nhựa, toàn bộ bằng nhựa. Con này là dòng đời cao, pin ẩn nhé, không phải hết pin nhé. Pin ẩn tức là khi anh chị mà không cắm điện thì nó vẫn hoạt động bên trong. Nó vẫn nuôi cái giờ giờ nó vẫn chạy bình thường nhé. Còn đây là những dòng đời cao thì nó sẽ giúp tuổi thọ của pin nó sẽ bền hơn. Con Tiger này thì nó sẽ có chức năng nấu cơm cháy này, áp suất 2 bi này. Áp suất 2 bi nhá, đây này. Con này gioăng rất là xanh. Đây này. Gioăng rất là xanh nhá. Con này video trước em nhớ em bán 3 triệu mấy cơ. Thì video này em bán con này 2 triệu 6. Bởi vì con này lấy rẻ hơn và con này nó sẽ có một số nó có một cái chấm hơi nhỏ ở cái lòng nồi để em cho nhìn xem nhé. Con này lòng nồi cũng rất ok đây, chỉ có một chấm hơi nhỏ đây. Đâu, chấm này rất nhỏ nên cũng rất khó nhìn. Chấm nó không phải là chấm ở đáy nồi nhé, mà nó ở ria thành nồi đây. Đây này. Nó có một chấm rất nhỏ này, bên đây một vết xước hơi nhỏ đấy nhá. Đó, nó có, nói chung một vết chấm nó rất mờ thôi, nhỏ thôi, nhưng mà nó ở ria nhá. Đây này. Nó ở ria này. Nó ở ria viền trên chứ không phải nó ở dưới đáy nồi này. Nói chung chấm nhỏ, chấm này nó lớn bằng cỡ khoảng bằng cái đầu tăm thôi. Cái này vết xước cái siêu nhỏ này, nói chung không quan trọng. Con này hôm trước em bán một con đời 2018 nó cũng màu y chang như này, 18-17 đó. Màu y chang như này, giá nó khoảng 3 triệu rưỡi. 3 triệu rưỡi 7 triệu 8 đó. Video trước hình như phần năm mấy đó anh chị xem. Đấy thì con này đây, đáy cũng rất ok. Đáy nó có chảy xíu, chảy gì đấy, chảy bẩn. Đáy có chảy xíu này nhá, phần đáy bên ngoài chảy xíu à, phần chung quanh rất là đẹp, ok này. Còn áp suất 2 bi nhỉ nhá, đây, dưới đáy nồi đây. Đây là son.
Nói chung con này lòng nồi phần đáy thì không có vấn đề gì, đây chỉ nhất có hai vết xước nhỏ thôi. Con này hôm nay bán giá rẻ giật mình luôn. Áp suất 2 bi này nhé. Áp suất thì anh chị nấu cơm với cả anh chị nấu cháo hầm xương thì nó đương nhiên nó sẽ ngon hơn. Bởi vậy lò suất nó đắt hơn những cái nồi không suất là vậy. Con này phần 61 này nhỉ nhá, mã số 01 đời 2017 này, giá 2 triệu 6. Con này nếu mà không chấm thì sẽ bán khoảng 3 triệu 3, 3 triệu rưỡi nhỉ nhá. Nồi rất đẹp, hình thức bên ngoài thì em nghĩ nó được khoảng 95%. Đấy, bên trong thì anh chị đây, gioăng rất xanh. Áp suất 2 bi, chỉ có lòng nồi bị một xíu ở rìa thôi này. Bằng đầu tăm ý nhá. Rất nhỏ. Còn nếu mà lòng nồi đẹp thì nó lại trên 3 triệu. Rồi, con nồi số 2. Anh chị lưu ý giúp em, anh chị chuyển khoản 100% sẽ được bao ship và tặng ổ cắm hoặc dao nhé. À, hôm nay có tặng muỗng luôn. Vẫn tiếp tục tặng muỗng anh chị nhé. À, con này phần 61 này, con này nồi 0.54 lít, nồi Tiger gì nhá. Tiger 0.54 lít. Thì ở phần này nó hơi xước một tí này gì này. Cái này kim loại này. Đây là kim loại này, cái này mica này. Đó, mica nhé. Đây là kim loại. Phần đế là phần bằng nhựa. Nồi 0.54 lít, con này đời 2008 mà em thấy nó mới vô cùng. Đây này, nhìn gioăng này. Rất nhiều con đời cũ mà cực kỳ mới, tức là họ rất ít dùng. Đây lòng nồi đây, con này là dây hít 500 nhé, tất cả là hàng của em báo test 30 ngày nên chị yên tâm. Con này lòng nồi cực kỳ đẹp luôn. Khoảng được 95%. Bên ngoài con này cũng rất ok rồi, bên ngoài con này nó không không bị sơn nhé. Đấy, không bị sơn nên rất là đẹp. Không sợ chảy chóc, không sợ sức sơn, không sợ bong chóc gì hết. Lòng nồi ok vậy nhá. Con này hôm nay không ngờ 2008 mới đẹp vậy. Đây, đây là phần đáy của cái nồi này. Đây là đáy của son. Lòng nồi, lòng của son này. Rồi con này bán giá 650 ngàn đấy nhá. Mã số 8 này, phần số 2. À, phần 5, à, phần 61, mã số 2. Đời 2008, Tiger 0.54 lít 650 ngàn nhá, bao ship toàn quốc. Con nồi số 3 là một con nồi của hãng Tiger. Con này là Tiger 1 lít đây. Con này nồi cao tần 1 lít, con này có nấu cơm cháy gì nhá. Này chức năng nấu cơm cháy này, menu này, chỉnh giờ chỉnh phút này. Hẹn giờ này, bắt đầu nấu này. Đây là giữ ấm này. Giữ ấm hay gọi là cách nhiệt đấy. Đây tắt hủy này. Con này Tiger đời 2018 chị nhá. Đời 2018 anh chị yên tâm, cái gioăng nó rất là đẹp rồi đây. Gioăng rất mới nhá. Về lòng nồi đẹp long lanh luôn, 96 97% luôn, 98% luôn, không có vết gì luôn như này. Cực đẹp mấy chị nhá. Này. Đáy nó còn, đáy của cái so nó còn gần như là chưa có vết chày luôn. Đời 2018 mấy chị nhá. Đây đây phần đáy cái nồi đây, mới long lanh, đời 2018 này giờ rất cao rồi. Con này có chức năng nấu cơm cháy, nồi cao tần 1 lít. Con này mã số 3 đời 2018 giá 1 triệu 9 nhé, bao ship toàn quốc. Và tặng dao hoặc là ổ cắm nếu như chuyển khoản 100% nhé, tặng cả thìa lấy cơm luôn. Con nồi mã số 4 là một con nồi của hãng Zojirushi. Con này nồi 0.54 lít, con này giá 450 ngàn. Giá rất rẻ nhỉ, xem nào. Rẻ thì đương nhiên nó sẽ có gì đó. Đây, doang con này thì cũng không được xanh lắm gì nhé. À đây gioăng này nó hơi rách tí này. Nhưng mà nồi không áp suất thì anh chị yên tâm là gioăng có rách hay không rách thì nó vẫn cứ chín cơm bình thường, nó không có bị xì nhá. Gioăng nó hơi rách tí này. Gioăng này giống như bị chuột gặm anh chị ạ. Con này nồi cao tần đi nhá. Nồi cao tần 0.54 lít đây này. Lòng nồi con này thì xước có một vết sùi sùi nhỏ này, còn rất nhiều vết chân chân chim. Nói chung giá rẻ thì đương nhiên nó sẽ không được đẹp lắm. Đây, nấu cơm chín bao không dính cơm gì nhá, yên tâm. Con này nếu mà đẹp thì nó lại cả 700 800 900, hoặc là mới nữa thì nó lại cả triệu, hơn triệu.
Con này giá 450 ngàn. Con này nếu mà anh chị mua kèm một con nồi khác em sẽ bán giá cho anh chị là 300 ngàn nhé. Nếu mua kèm một chiếc nồi khác trong video này bán giá 300 ngàn. Nồi cao tần Đồng Hoàng. Đây em ghi đây, mua kèm là 350 ngàn, con đời 2014 nhìn nhé. Nồi Zojirushi 0.54 lít. Lòng nồi hơi xấu tí thôi, nhưng mà giá rất rẻ nếu mua kèm có 3... À mua kèm là 300 ngàn chứ, xin lỗi anh chị. Mua kèn là 300 ngàn nhé, còn ông anh chị mua riêng nó thì nó sẽ là 450 ngàn, bao ship toàn quốc. Riêng con này là không được tặng dao hoặc là tặng ổ cắm chị nhé, nhưng mà sẽ tặng cho anh chị một cái thìa lấy cơm. Tại vì nó rẻ quá, tặng dao ổ cắm là em lỗ luôn. À, con nồi số 5 là một con nồi của hãng Zojirushi, con này chắc chắn đời khoảng 2006 này 7 đó. À đây, đã ghi rồi. Đây 2006 này, con này giá 1 triệu 3 anh chị nhé. Những con này mà nhặt về thì chắc chắn nó phải đẹp thì mới nhặt, tại đời rất là sâu, đời sâu nhưng mà phải tìm những con nào cực kỳ ít sử dụng. Con này nồi 1 lít, nồi cao tần này. Đây đúng rồi, nó đẹp thế này cơ mà, nhìn này, gioăng này, gioăng rất xanh, và cái nắp hơi này nó bằng inox luôn nhá, chứ nó không có sơn gì hết. Đấy, bằng inox rất sáng, rất đẹp, gioăng cực kỳ xanh này. Em nói chị, những con nào mà đời cổ mà nhặt về thì tức là nó phải rất mới. Không đi nhặt mà không ai có dạy gì mà chặt những con đời cổ xấu hết. Đây chị này. Nồi áp suất nhé, con này có áp suất luôn, cao tần áp suất luôn, áp suất bi nhá. Gioăng rất xanh, rất đẹp, xem lòng nồi nhá. Đây. Úi giời, con này lòng nồi em nói anh chị không phải không thể chê được luôn. Con này lòng nồi em nói không có một vết gì luôn này, không tì vết. Siêu đẹp như nhá, nồi siêu đẹp. Con này đáy nó hơi bị chảy xíu như nhá, này đáy này. Phần đáy thì nói chung là không quan trọng lắm, đấy, quan trọng nhất cái trong lòng nồi như này. Không tì vết gì luôn. Nếu mà xem trong cái lòng này không thì chắc phải được 98% về độ mới chị nhá. Đây bên trong mình nhìn này. Cái đáy của cái nồi này. Quá đẹp luôn. Đấy, cũng rất nhiều chức năng tắt hủy này, menu này, giữ nhiệt này. Đấy, bắt đầu nấu, hẹn giờ nấu này. Rất đẹp. Con này phần 61. Con này rẻ đấy nhỉ? Có giá 1 triệu 3 à? Không biết có lộn không? Thôi bà chủ ghi như nào bán thế. Con này mã số 06 này, giá 1 triệu 3, bao ship toàn quốc chị nhá. Nếu chuyển khoản 100%. Và nếu chị anh chị lên chuyển khoản 100% thì anh chị sẽ được tặng dao rồi tặng hoặc là tặng ổ cắm. Tại không chuyển khoản nên chị sẽ không được tặng và không được free ship như nhá. Còn anh chị nào tới mua chị sẽ được bớt 100 ngàn trên một sản phẩm. Video này bên em thì anh chị lưu ý giúp em là nếu mà chị mua hai sản phẩm cùng một video thì chị sẽ được bớt 100 ngàn nhá. Trên một sản phẩm. Khuyến khích anh chị nào mua nhiều. Rồi chuyển sang con nồi tiếp theo. Con nồi mã số 6 là con nồi của hãng Tiger, con này Tiger son gốm. Con này Tiger son gốm mà giá có 1,6 triệu thôi. Một lần bán 2 triệu mấy, 2 triệu rưỡi đó, tức là nó có một cái gì đó đây. Con này đời 2011 nhé, con này hình như là màn hình đèn LED. Đây, tiện thể có ổ điện gần đây em cắm thử này. Ô, con này có màn hình LED. Máy nét này, con này nấu cháy 3 cấp độ chị nhá. Đây, nấu cơm cháy 3 cấp độ này. 1, 2, 3 này, đấy. Anh chị sẽ chọn cái mức nào phù hợp với mình thì mình sẽ nấu cái mức đó. Menu, hai nút menu này, đây, tắt hủy này, bắt đầu nấu này, hẹn giờ này. Cái này là giữ ấm này, chỉnh giờ, chỉnh phút này. Con này nó có một tí sự cố. Bởi vậy nó mới giá có 1,6 triệu thôi. Đây này, con này nó có, tức là ổ cắm này, cái đầu dây nó bị gãy này, nhỉ không? Đầu dây nó bị gãy nên phải phải lối lại này, tức là đầu dây này là nhiều khi nó gãy ngầm bên trong, nó đứt ngầm bên trong này, bị lối lại này. Nói chung không quan trọng, dây này thì mình có thể mình về mình cắt, mình thay cái đầu jack ở Việt Nam mình cũng được. Như đây là giữ nguyên cái đầu của Nhật này. Đó, đây là lối vào nhé, nó không quan trọng, đây này, đằng nào nó cũng không chui vào hết, thì chỉ để như vậy nó cũng không sao hết. Và con này nó sẽ có lý do gì ở đây? Ở bên trong thì gioăng viết thì cũng không có vấn đề gì. Gioăng này nó không được xanh lắm thôi, nhưng mà nó cũng được khoảng 90%. Về phần lòng nồi, con này lòng nồi ok này. Con này lòng nồi đẹp anh chị nhá, lòng nồi rất đẹp.
Nồi đẹp không có chấm không gì hết. Đây không không có chấm vào luôn. Lòng nồi son gốm mà về được những con lòng mà đồ nồi đẹp thì cũng khá là khó đấy. Tại họ hay nấu cháy nhiều thì đương nhiên lòng nồi nó sẽ mau hư. Son gốm chị lưu ý giúp em là dùng không cẩn thận nó sẽ bể vỡ nhá. Đây, à đây, con này xong. Con này nó hơi bị sứt miếng như này. Nhưng mà nó hơi mẻ miếng ở ở ở, ở bên ngoài nhé. Còn ở bên trong thì nó không bị sao cả. Nó ở bên ngoài này thì hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc nấu cơm vậy nhé. Giống như nó bị va đập gì đó mà nó vỡ miếng nhỏ, rất nhỏ này. Rất nhỏ và mỏng vậy nhé. Đấy, nó không liên quan đến việc cái thành nồi này. Đây. Nói chung con này đẹp, con này lòng nồi đẹp, ok. Con này anh chị lấy về nấu thì rất là rẻ này. Nếu nó không bị vỡ đây chắc phải 2 triệu mấy đúng rồi. Đây. Xong gốm này nấu cơm thì tuyệt vời nhỉ nhá. Đặc biệt là con nấu cháy 3 cấp độ màn hình đèn LED. Rất là giá rất ok, 1,6 triệu thôi. Rất rẻ, được bao ship toàn quốc nữa. Cộng mới tặng quà nếu anh chị trúng khoảng 100% nhé. Con nồi mã số 7 là một con nồi của hãng Panasonic. Con này là mã SRSI102. Con này thì nó hơi chảy tí này như này. Hơi chảy tí nhá. Con này nồi 1 lít ba la vân dài, em hay gọi là ba la vân dài, có người gọi là ba la mũi dài. Con ba la mũi dài này thì hình thức thì bên mặt trên này đây. Rất đẹp nhá, gần như không có xuất sở, không có chảy sơn gì luôn. Đời 2013 nhưng mà nó rất mới. Này, nhìn này. Cao tần IH này, đấy. Panasonic này. Ba la vân dài này nó có chức năng bù ẩm nhé, con này có chức năng bù ẩm này, steam IH này, tức là ta tái tạo hơi nước này. Bù bù hơi đấy này. Nhìn răng nhìn nó đẹp chưa? Đời 2013 mà răng quá mới luôn. Răng rất đẹp gì nhá. Lòng nồi. Ôi rồi lòng nồi con này thì 96% trở lên. Đấy theo đánh giá thôi, nhiều khi anh chị về lại bảo là thằng này đánh giá vớ vẩn, đây là theo cái cảm nhận riêng của em nhé. Đây, lòng nồi này đây em quay rất sát này, nhìn thấy chưa? Nhóng nhánh kim tuyến luôn, chưa có gần như không có vết xước nào. Nói chung là đánh giá này được khoảng 96% trở lên thì nhá. Đây. Hình thức bên ngoài. Anh chị nhìn thấy cái lòng nồi đẹp thì tức là anh chị ngửi đằng sau thì nó cũng rất là đẹp rồi đây. Con này hình thức bên ngoài này gần như còn chưa có vết chảy xước gì cơ. Nói chung mình thấy bên ngoài còn rất mới nhá, được khoảng 95%. Này. Cực kỳ đẹp nhá, con này đời 2013 mà rất đẹp luôn này. Rất mới. Để xem con này bán giá bao nhiêu nhá. Đây này nhìn này, thấy đẹp không? Con này em nghĩ xứng đáng giá khoảng 1,6 triệu, 1,5 triệu, 1,6 triệu. Ồ con này đây, con này bán giá 1,4 triệu thôi chị nhá. Phần 61 mã số 07 Pala Văn Dài chức năng bù hơi năm 2013, rất đẹp tổng thể. Con này em nghĩ nó sẽ được khoảng 95%. Trừ cái vết này ra. Vết này thì có tí thôi. Thực ra nó không phải chóp sơn, nó là một cái lớp phủ la lô bên ngoài như này. Nó bị một xíu ở riêng thôi. Có thể dán đề can hay dán gì được vào anh chị nhé. Nói chung là 1,4 triệu bao ship toàn quốc mà được tặng dao, nếu chừng khoảng 100 nữa thì em nghĩ là nó xứng đáng. Con nồi mã số 5 vẫn là một con nồi ba la vân dài. Thì con này đời 23, con này đời 25 nhé, đời cao hơn. Con này thì trên trên phần mặt này, đây một tí xước nhẹ này. Đây vết xước nhẹ nhẹ bên riêng này. Đây nữa. Nhưng con này giá vẫn 1,5 triệu, giá cao hơn. Tức là đời nó cao được hơn được 2 năm là một. Thứ hai, con đời 215 này thì nó lại có chức năng nấu cơm cháy. Đấy, hôm trước em review anh chị một cái video nấu cơm cháy nồi ba la văn dài này, rất ngon. Nhiều con nồi có chức năng nấu cơm cháy nhưng không nấu được, anh chị lưu ý cho em nhé. Cái đấy hỏi tại sao thì mình phải hỏi các kỹ sư nhà xuất thôi, em chịu. Đây, con này lòng nồi cũng rất đẹp luôn. Ngang ngửa với cả con kia nhưng mà không đẹp bằng cái con 23 này. Nói chung là đẹp. Cũng được phải khoảng được 9, 90%, 95% anh chị nhé. Này. Rất bóng đẹp. Một số vết chảy xước rất nhỏ thôi. Đây này. Đó, cực kỳ đẹp nhỉ nhá. Bên ngoài. Ồ, bên ngoài con này cũng rất là long lanh. Nhìn nó nhóng nhánh này mà mình sẽ biết nó rất là long lanh rồi.
Phần đáy con này thì nó chảy sức nhẹ ra này, chảy sức ít thôi. Một một số điểm bên này nhìn thấy không? Nói chung là đẹp, đây nồng nồi con nhóng nhanh hết cả này. Đó, nói chung đẹp vậy nhá. Đây. Phần đáy của cái nồi này. Con này hơn được cái là nó hơn được 25 lần sốt so với con này. Mặt mặt con này thì đẹp hơn mặt con này. Mặt và lòng nồi thì con này đẹp hơn. Nhưng con này nó cao hơn 2 năm về 5 năm sản xuất và con nó có chức năng nấu cơm cháy. Con này không có nấu nấu cơm cháy gì nhá. 1 triệu tư rất xứng đáng và 1 triệu rưỡi em nghĩ con này cũng rất là ok. Bao ship toàn quốc và được tặng dao hoặc là ổ cắm thì lấy cơm nếu anh chị chuyển khoản 100 anh nhá. 100%. Còn nếu mà anh chị đặt cọc thì như không được tặng cái gì nhá. Con phần 61 này mã số 09, con này 1 triệu 9. Yoshi, con này là gọi là Yoshi mai rùa đây. Con này màu rất là đẹp. Màu giống như là một cái dòng kiểu như màu màu sữa nhưng nó hơi phớt phớt hồng tí. Phần này bằng kim loại này, phần này bằng nhựa này. Phần này bằng nhựa này. Phần này bằng kim loại nhé. Đế là bằng nhựa ok rồi. Con này nồi cao tần áp suất thì nhá, NPZE10. Con này đời 2014 này, giá 1,9 triệu. Úi dồi. Doang thì em nói chị không cần phải nhắc tới luôn, doang quá mới luôn. Này. Con này áp suất bi nhé, áp suất bi này. Doang siêu đẹp. Lòng nồi thì đây. Anh chị yên tâm đợt này thì bên em đi lựa 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 từng con một rất là đẹp, lòng nồi rất đẹp mới lấy nhé, này. Nên là chị mua nồi bên em ấy thì rất thích làm cái là lòng nồi đẹp đấy. Còn những con nào lòng nồi không đẹp thì cũng nói rất rõ với chị rồi, lòng nồi đây là những vết bẩn nhé, còn con này gần như phần đáy này nó chưa có chảy luôn á. Đây nhờ đây những vết bẩn gì nhá, nó vết bẩn nó mờ mờ này. Còn nó không không gần như không có vết chảy xước. Nói chung đẹp lét căng luôn. Từ trong ra ngoài, thấy chưa? Không có chấm, không có xước, không có nổ gì hết này. Em lấy lét rất gần cho chị xem nhá, đấy lòng nồi đẹp. Đây, đấy, mới chưa? Dành hết cả tuổi thanh xuân đi lựa nồi nên là anh chị yên tâm là nồi rất đẹp. Con này giá 1 triệu 2, con tiếp theo là con mã số 10. Phần 61 giá 1 triệu 2, con này cũng đời 2014 luôn. Triệu 2 con này 1 triệu 9, chênh nhau 700 ngàn, con này vì con này áp suất, là con này nhìn trông hầm hố hơn, đẹp hơn. Con này nồi không áp suất, đấy. Đây, doang rất xanh nhá. Lòng nồi con này chấm nhẹ nhỉ. Chấm không phải chấm nó là mà nó với đếm xem nào. Con này nó là vết chân chim anh chị ạ. Nó vết chân chim là nhỏ này, rất nhỏ thôi, nó không bằng cái đầu tăm mình chị biết nó nhỏ cỡ nào nhá. Nói chung không đáng kể. Nồng nồi con này được khoảng 90% trở lên. Đấy, trên 90% thì nhá, nồng nồi rất đẹp. Đây không phải là chấm chấm hở mà nó giống như là bị cấn cái gì đó, cấn nhẹ thôi. Cấn nhẹ này. Chứ không phải chóc sơn, chứ không phải là bị nổ gì nhá. Đấy, đời con này đã 24 đây. Giá 1 triệu 2 thì nó là ok rồi, bao ship nữa. Đóng xốp nữa thì mất khoảng gần 200 ngàn rồi. 1 triệu một con nồi thì quá rẻ. Tặng muỗng, tặng dao hoặc ổ cắm. Cái ổ cắm cũng phải trăm mấy 200 ngàn thì nhá. Cái ổ cắm anh chị mua con ổ cắm 6 lỗ thì phải trăm mấy 200 ngàn một cái đấy. Rồi sang con đồ tiếp theo. Nào con đồ của hãng Tiger. Ô, hôm nay sao lại giá lại kỳ cục nhỉ? Tiger áp suất 2B mà chưa giờ thấy giá dưới 2 triệu. Hôm nay bán giá 1 triệu 9. Con này phần 61 đời 2011 thì nhá. À quên, phần 61 mã số 11 đời 2013. Con này giá có 1 triệu 9 thôi, rồi xem nó bị sao. Mặt thì không bị sao cả. Áp suất 2B con này có chỗ chức năng nấu cơm cháy này, chị nhớ nhớ chữ này, chữ nấu cơm cháy nhá. Đây răng đây, răng con này cũng không phải là vàng. Tương đối nhá. Áp suất 2B. Đây áp suất 2B này. Lòng nồi cũng không phải là chóc.
không phải là quá xấu, sau này có giá 1,9 triệu nhỉ. Cái này giá thì là do bà chủ đưa ra anh chị nhé, nên em thì em thấy ngạc nhiên. Con này thì nó chỉ bị một chấm rất nhỏ ở trong cái phần đây ở giữa này nhìn không, chấm này chấm siêu nhỏ luôn, à không phải chấm luôn, nó là bụi anh chị ạ. Này anh chị thấy hết chưa, tức là con này không có chấm gì cả anh chị ạ, đây không có chấm gì hết nhá. Nó nói đẹp chứ, 90% trở lên không chấm, không có chóc, sước nhẹ thôi đấy, lòng nồi rất đẹp tương đối này, em tưởng một vết chấm ở giữa nhưng không phải luôn. Đây phần đáy cũng đẹp luôn, sao lại có 1,9 triệu đây, chắc là lấy được rẻ hay là hôm nay khuyến mại gì tưng bừng thế nhỉ. Rồi giá 1,9 triệu, chỉ biết ghi giá ở đây thì mình đọc giá thôi, vẫn được bao ship toàn quốc và tặng dao hoặc là ổ cắm nếu chuyển khoản 100% nhé, tặng thìa nữa. Anh chị cố gắng chuyển khoản 100%, anh chị được bao toàn quốc thì rất là ok. Con này 2,6 triệu nồi 1 lít à, con này là Orit Oyama, con này đời 2018 anh chị nhé. Con này Orit Oyama, con này đời 2018 giá 2,6 triệu chị nhé. Phần 61 mã số 12, con này hôm trước em nhớ là đời 2019 là bán giá 2,8 triệu này. Có một video trước không biết anh chị nhớ không, em hay lên video thì em hay nhớ. Cách đây video khoảng 4 5 phần thì đó em đăng một con này cũng nồi 1 lít, con này có áp suất chắc chắn luôn. Tại vì không áp suất thì nó chỉ giá 1 triệu mấy thôi. Đấy, đúng chưa? Áp suất này nhìn cực đẹp luôn. Em nói chị những con này nhá, tất cả con nồi kể cả Tiger hay hãng nào đó, em thấy con này nó làm rất bố cục, rất là chắc chắn. Tại em là người quay video em biết, em cầm cái nồi này còn rất chắc chắn, mà con này áp suất luôn này, con này còn chưa thèm vệ sinh sạch luôn, mà răng nó mới căng thì đâu, nhựa phần nhựa này. Đời 2018 thì em nói chị gần như là chỉ sử dụng nước một vài lần. Đây, áp suất bi ra ngoài nhá, mà nó làm rất là chắc chắn chứ không phải làm à, như con này này bố cục rất ok luôn, rất chắc chắn luôn. Phần lòng nồi nó hơi nước điểm lau cái đó. Đây mình xem phần đáy của nó đây, đấy, đáy nó phần đáy bằng nhựa này, làm hoa văn rất đẹp nhé. Riêng con Orit Oma này em chấm điểm của nó về độ chắc chắn, về độ dày của nó thì rất ok. Lòng nồi thì hơn hẳn, hơn cả Tiger và hơn hẳn Joji Lucy luôn. Về giá bình dân của nó, giá thì quá bình dân luôn. Này. Rất dày, anh chị cứ so sánh để cái ngón tay của em này thì chị sẽ biết nó rất là dày rồi đúng không? Đây bây giờ để em nấu lòng nồi đi cho anh chị xem nhé. Lòng nồi đẹp rồi, 2 triệu mấy chắc chắn là đẹp rồi. Đây con này lòng nồi đây, em vừa nấu nước xong đây. Lòng nồi 95% chị nhá. Lòng nồi rất đẹp nhá, 95%. Nét căng. Rồi con này đời 2018 áp suất bi đẹp. Tổng thể em nghĩ được khoảng 95% trở lên. Gioăng cực kỳ xanh. Đấy con này rất nhiều chức năng. Đây là menu này. Đây là giữ ấm và tắt hủy này. Đây là hẹn giờ, đây chỉnh giờ, đây chỉnh phút. Đây là gì đây, nhiều con này có cả nấu cơm cháy này gì này. Không biết có phải không. Cái chữ này giống chữ nấu cơm cháy lắm. Nhưng mà không biết em không không dám khẳng định nhá. Cái này là bắt đầu nấu này. Cái này như là chọn gạo thì phải. Rồi phần 61, mã số 12 đời 2018. Giá 2,6 triệu nồi Orit Oyama áp suất bi cao tần áp suất nhá. Rồi anh chị nào mua con này về nấu em thấy ok này, đời cao này, không có sợ cái gì hết, quá đẹp. Tất cả hàng này bao test 30 ngày, chị lưu giúp em nhá, bao test 30 ngày, nếu có lỗi sản phẩm bên em sẽ sửa chữa miễn phí tại thành phố Hà Nội và Sài Gòn. Đây là đây là 6 con này. Đấy, và 6 con bên trên này nữa. Tổng này em lên 12 con video này nhé. Nếu trong video này anh chị đối giúp em, nếu trong một video này mình chị mua 2 con thì anh chị sẽ được giảm 100 ngàn trên một con đi nhé. Ví dụ mua 2 con là giá 2 triệu thì anh chị sẽ được giảm còn 1 triệu 8. Rồi đây là 12 con này em lên nhé, 12 con này. Rồi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh chị những video sau. Cảm ơn anh chị đã theo dõi video. Hãy nhớ like và chia sẻ kênh để ủng hộ bên em. Và nhớ đăng ký theo dõi kênh để xem nhiều video nữa nhé.
Anh chị đăng ký kênh ấy, thì khi nào em đăng video thì YouTube sẽ báo cho anh chị là có video mới nhé.